Ơi, xin chào các bạn trên đây kênh YouTube của Từ Siêu nha. Hiện tại thì chúng ở đây thì mời các bạn xem ha. Cái xác này đang tìm chủ mới. Chờ xem nha. Đây, cái chiếc này là chiếc cháy đầu tiên nha các bạn. Nhưng mà bây giờ á là cái phần mà xác của em nấy á thì xử lý xong hết rồi ha. Đó. Xử lý xong hết rồi thì bây giờ cái xác này chủ ghe họ kêu thanh lý ha, nguyên một bộ sổ. Bây giờ máy nằm ở đây. Đó. Bề ngang của nó là 4m8 nha các bạn, bề ngang là 4m8 ha, bề dài là 19m rưỡi. Đó thì cái xác ghe này thì các bạn nào cần thì lấy đem về, còn không cần lấy bộ sổ gì đó, đem về hết hai cái cũng được. Lôi về nó cũng còn nổi nha các bạn, nó cũng còn nổi ha. Thì qua một thời gian chinh chiến ngoài xa trường rồi thì bây giờ em ấy nằm ở đây. Cái phần bè tùm lum, nói chung là cũng còn xài được nhiều luôn các bạn. Biết bao nhiêu tiền của mà nữa. Cái phần nào xài thì mình lấy lại xài, còn phần nào không được thì mình chụm củi thôi ha. Còn bộ sổ thì chủ ghe kêu giá của nó là 101 nha các bạn, giá 101 đó, không bớt không gì hết trơn á, cứ vậy đó. Các bạn nào cần thì cứ liên hệ với số điện thoại trên màn hình nha, mình sẽ dẫn tới chỗ ha. Xin nhắc lại thì kích thước của em nó là bề ngang là 48 ha, bề dài là 19m rưỡi ha. Làm tàu cái bay bờ cũng được, hoặc là làm tàu đực cũng được. Đó. Giờ còn bộ sổ với cái xác này, cái nào xài được thì lấy thì xài, không được thì chụm củi vậy thôi. Qua một thời chinh chiến, giờ bỏ xác tại nơi đây rồi xuống đây. Sau một thời gian chinh chiến thì em lấy nằm tại đây, không sao đâu. Bộ sổ thì chiếc này các bạn về đem về đóng cây thường thôi cũng được, nó đâu cần cây mắc tiền đâu ha. Cây ghé tiền cũng được, cây khối cỡ 12, 13 triệu, 14 triệu gì đó. Ba răng hoặc trò nữa. Thôi là bô, tùy theo thôi. Rồi các bạn nào cần thì cứ liên hệ số điện thoại cho màn hình nha. Đó. Bây giờ cái xác em ấy nằm ở đây, trời trời. Cũng xin phép chủ ghe rồi ha. Thì anh chủ anh nói gì đó, giá của em nó cuối cùng là không bớt luôn nha, 101 nha, 101 nguyên bộ sổ. Rồi bye bye nha, hẹn gặp lại clip sau.